Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người giấy vẽ màu nước Artex. Đây là sản phẩm rất được nhiều các cái anh chị họa sĩ chuyên nghiệp ưa dùng. Đây, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem các cái sớ giấy ha. Đầu tiên là giấy compress. Giấy này thì là loại giấy thông dụng, khá là thông dụng cho các cái anh chị em họa sĩ hoặc là các bạn yêu thích màu nước sử dụng. Thì giấy Ash đó, của chính hãng á, là họ sẽ có các định lượng sau: 185 GSM. Đây các bạn xem sớ của nó. Mình sẽ lật từng các cái định lượng giấy để cho các bạn xem. 300 GSM. Đây các bạn thấy 300 với lại 185 thì cái giấy 300 nó dày hơn. Đó, nó dày hơn. Thì cái định lượng này người ta hay sử dụng là bởi vì khi mình vẽ thì giấy nó sẽ không có bị cong giấy. Tiếp theo là 356 GSM. Các bạn thấy giấy rất dày. Tiếp theo là 640 GSM. Gần như là một cái tấm bo giấy cứng luôn. Giấy rất dày và rất đanh trên cái bề mặt. Và cuối cùng là định lượng dày nhất của nó là 580 GSM. Đó, các bạn thấy cái sớ nó hơi khác một tí xíu so với lại những cái. Và cuối cùng là định lượng dày nhất là 850 GSM. Đây, rất dày nha bạn. Mình chú ý là cái giấy nó tuy là cùng một định lượng, tuy cùng một loại giấy nhưng mà khác định lượng thì cái bề mặt nó sẽ càng ngày càng nhám dần nếu như mà cái định lượng nó tăng lên. Đây các bạn thấy, đây là 185 ha. Các bạn thấy cái bề mặt giấy nó sẽ nhám dần hơn. Đây, các bạn thấy nó nhám dần lên không? Tiếp theo là một cái bề mặt này thì các họa sĩ Việt Nam mình ít người sử dụng là bởi vì nó tương đối là hơi khó điều khiển so với lại cái giấy compress. Tuy nhiên cái giấy mặt rough này đã bắt đầu được chú ý, là vì khi mà mình vẽ lên thực tế á, thì các cái texture của màu hoặc là các hiệu ứng màu nó ra rất là đẹp, cho nên các họa sĩ bây giờ cũng đang bắt đầu làm quen dần với lại cái mặt giấy rough này. Và các định lượng của giấy rough này nó cũng tương tự như là giấy Kohl, tức là nó cũng có là 185, 300, 365, 356 chứ, 640 và 850. Đó. Rất là nhám nha các bạn. Rất là xanh xui và gồ ghề. Và cái mặt giấy cuối cùng đó là cái mặt hot press. Đây là một cái loại giấy có bề mặt rất là mịn nhất trong tất cả các loại giấy vẽ màu nước. Đó, các bạn thấy nó cũng tương tự, có các định lượng là 185, 300. Đó, mặt giấy rất là láng. Tuy nhiên các bạn vẽ nó cũng sẽ ra kết cấu chứ không phải là nó không ra, nhưng mà cái bề mặt nó ít vân hơn. 356, 640,